Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 14 cái cần ISO và chất liệu là cần carbon, và giá mình báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc bên mình vẫn là 40.000 một đơn và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì ở đây mình có tất cả là 14 cây. Cây là cây số 1 nha các bạn. Cây số 1 ở đây mình có là một cây hiệu Suyumi. Suyumi là hàng Kora xuất Nhật. Cây này là dài 3m3. ISO khoen lớn, ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Màu ghi sáng, phần chui cần như thế này các bạn. Góc này mình đo được là phi 22.3 ly. Bát của nó là bát Fuji FS7. Khoen Fuji loại đá xám, khoen lớn. Cây này có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu buông. Dài là 3m3, ngọn này là ngọn 2.2 ly. Cái này tưởng tầm 4H bên cầm tay. Phần ngọn như thế này các bạn, ngọn có trầy xước như thế này nha. Cái này thì ngoại hình hơi trầy xước, độ mới cái này mới tầm khoảng 65%. Giống ngoài đầu tiên này. Cái đây là cây số 1. Cây số 1 này góc là 22.3 ly, nặng là 220g, thu gọn về 94 cm. Số 1 này có giá là 450.000. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây hàng CG Carbon, hàng Kora xuất Nhật, dài là 4m5, ngọn số 1, ISO quay nhỏ, ngọn mảnh nha, ngọn dẻo. Dài 4m5, ngọn số 1, ngoại hình tổng thể như thế này. Đây phần gốc của nó, gốc này rất là nhỏ các bạn. Gốc này mình đo được là phi 15.7 ly. Bát này là bát Fuji VS6, bát gập. Cái này thì ngoại hình nó khá giống với cơ cần tay nha, rất là nhỏ gọn. Khoen đây là khoen Fuji đá xám, cái này có 2, 4, 6, 8 9 khoen bao gồm cả đầu bu, và đầu bu của nó là đầu bu thường nha các bạn, đầu bu thường và không phải là đầu bu Fuji nha. Cái này thì ngọn của nó là ngọn dẻo nha các bạn, ngọn mảnh, có cảm giác. Ngọn này là ngọn 1 ly. Độ cứng cái này là tầm khoảng 2H, 1.5 đến 2H của cái cần tay nha. Cái này ngọn rất là dẻo mảnh nha các bạn. Ngoại hình tổng thể này. Cái giống ở trong thì còn khá là mới. Cái này thì ngoại hình nó chủ yếu là ngoại hình nó còn rất là đẹp. Nhưng mà cái này thì ngọn nó hơi dẻo nha. Khách nào thì câu cần mảnh, câu cảm giác. Đồ mới cái này mới tầm khoảng 75%. Cái này là cây số 2. Cây số 2 này nặng là 150g, thu gọn về 1m. Số 2 này có giá là 450.000. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 đây mình có là một cây hàng Kora xuất Nhật. Tên của nó là Sensity Grip, hàng Kora xuất Nhật, dài là 5m4, ngọn số 2. Ngoại hình thì cái này hơi xấu nha, ngoại hình tổng thể như thế này. Phần chui như thế này các bạn. Gốc này mình đo được là phi 23.2 ly, ngoại hình thì có sờn xước như thế này. Bát này là bát Fuji FS6. Khoen Fuji đã sáng, cây này có 2 này, 4, 6. Cái này là cái phần keo nha các bạn, cái này là phần keo người ta, keo AB người ta quét thêm cho chắc quen thôi chứ không phải là bị quen, nó không có vấn đề gì nha. Cái này có 2 này, 4, 6 này, 8 này, 10. 10 khoen bao gồm cả dịp đầu bu, và đầu bu của đó là đầu bu thường. Đầu bu thường nha. Khoen của nó là khoen Fuji đã sáng, trừ cái đầu bu ra. Đầu bu này là đầu bu thường các bạn. Dạ là 5m4, ngọn số 2. Ngọn này là 1.64 ly, độ cứng cái này tầm 2.5 bên cần tay. Phần ngọn như thế này.
Ngoại hình thì có sờn xước nhỏ nha các bạn. Cái giống trong thì có trầy xước như này. Đó, có trầy xước giống kề gốc này. Cái này thì chủ yếu trầy xước giống kề gốc và giống ngoài đầu tiên các bạn, giống ngoài này. Độ mới cái này tầm 65-70%. Dạ là 5m4, ngọn số 2, hàng Cora xuất nhập. Cái này là cái số 3, nặng 250g, thu gọn về 107 cm. Số 3 này có giá là 400.000. Tiếp theo là cái số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây lua. Cái này là cây fighter, dài là 2m4. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này nha. Còn tay cầm của nó này, tay cầm ở đây là tay cầm cán mút sốc nha các bạn. Bát này là bát Fuji, Fuji DBF bắt vào. Khuyên của nó là khuyên Fuji đá xám, khuyên lua. Cái này thì có tất cả là 6 khuyên vô cùng cả đầu mua. Dài là 2m4, ngọn là 1.35 ly. Cái này thì độ cứng của nó tầm ML. Dòng này thích hợp cho khách nào mình câu xong cá nhỏ hoặc là lua suối. Phần ngọn như này, khuyên nó là dạng khuyên chạy như này. Có nhiều cây nó, tại vì cầm thì không có cây nào giống cây nào nha các bạn. Ở đây mình có ở đây một cây là 3m3, nhưng mà nó chỉ có 5 khuyên. Đây, 5 khuyên như thế này. Cây này là 2m4 nhưng mà có 6 khuyên. Là khuyên là phụ thuộc vào từng dòng cần. Có nhiều khách bảo là cây này thì phải 6 khoen, cây này phải 5 khoen, phải bị thiếu khoen hay gì. Nhưng mà thật chất là cây cần đó nó cấu tạo như vậy. Nên là có nhiều khách sẽ bảo chứ hàng này phải 5 khoen, phải 6 khoen. Tại vì nó là phụ thuộc vào cây cần và mình đã giới thiệu ở trên video nha. Nên là khách nào mua hàng thì chú ý giùm mình nha. Ở đây mình có 6 khoen này, khoen Fuji đã xám. Ở đây khoen của nó là dạng khoen lua. Khoen lua, khoen này là khoen chạy như này. Độ cứng của nó là cứng ML. Ngoại hình thì có hơi sờn xước như thế này nha. Cái này độ mới của nó thì mới tầm khoảng 70%, 65-70%, 70% đó. Trầy xước thì chủ yếu là sờn xước nhỏ giống hoa đầu tiên. Nói chung là có sờn xước nhỏ nha. Đó. Cái đây là cái số 4. Cái số 4 này nặng là 200g, thu gọn về 89 cm. Số 4 này có giá là 550.000. Số 10, mình nhầm số 5 chứ. Số 5. Số 5 ở đây mình có là một cái cần NFT. NFT là hàng nội địa Nhật. NFT hàng nội địa Nhật, dài là 5m4, ngọt số 1, có 6 giống. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Còn chui cần, tốc này mình đo được là phi 18.7 ly, nốt nhỏ. Bát này là bát Fuji, bát 6. Đây, ngoại hình giống ngoài thì có sờn xước như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji đá xám. Cái này có 2, 4, 6, 8, 10 khoen mua cùng cờ đầu buông. Dài là 5m4, ngọt số 1. Cái này ngọn của nó là 0.92 ly. Ngọn này cũng là dòng ngọn dẻo, cứng tầm 2. Cái này cứng tầm 1.5 đến 2 h bên cần tay. Phần ngọn như thế này, ngọn mảnh nha. Giống kề góc thì có sờn xước như thế này các bạn. Giống kề góc thì có trầy xước như thế này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, giống ngoài đầu tiên này.
ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này là cái số 5. Cái số 5 này nặng là 200 gram, thu gọn về 103 cent. Số 5 này có giá là 680.000. Số 5 giá 680. Cây số 6. Số 6 đây mình có là một cây xếp lỡ. Cái này là tên của nó này. Dòng này là dòng TH Blue Sock, dài 3m9, cứng 20, của hàng của Cosin, nội địa Nhật nha. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, dài 3m9, cứng 20. Phần gốc của nó như thế này các bạn. Gốc này mình đo được là phi 21 ly. Bát này là bát Fuji bát 7. Đây, giống ngoài đầu tiên này. Khoen của nó là khoen Fuji đá sáng, khoen lớn. Cái này có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đồ vuông. Ngọn này là 1.86 ly. Độ cứng cái này tầm 4 đến 5 h bên cầm tay. Dòng này thì các bạn có thể câu cho khách nào thích câu câu đài mà dạng câu đài bạo lực nha. Giống ngoài này, ở đây có một vết trời như này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%. Dài 3m9, cứng 20. Hàng Cora xuất Nhật. Cái này là cây số 6. Số 6 này nặng là 240g, thu gọn về 106 cm. Số 6 này có giá là 730.000. Cái này thì nó hơi dẻo một xíu nha. Cái này câu lăng xê hoặc là lục đầu cần thì nó hơi dẻo nha các bạn. Cây số 7. Số 7 ở đây mình có là một cây Olympic. Cái này là cây Olympic dòng Olympic Century, dài là 3m3, black spin dài 3m3. Gốc của nó mình đo được là 2,22.2 ly. Ngoại hình tổng thể này. Phần gốc như thế này, gốc có trầy xước như thế này. Bát này là bát Fuji S7. Khoen Fuji đã sáng. Cái này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Dài 3m3, ngọn này là ngọn 2.2 ly. Độ cứng cái này tầm 4-5 h bên cầm tay. Dòng này thì các bạn có thể câu lua, câu lóc, câu chép, hoặc là câu lăng xê cũng được, câu lục đầu cần cũng được nha. Cái giống ở trong thì có trầy xước như thế này. Độ mới cái này thì mới tầm khoảng 70%. Ngoại hình thì cũng có hơi trầy xước, độ mới tầm khoảng 70%. Olympic Century, dài 3m3 của Black Spin. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này là cây số 7, nặng 240g, thu gọn về là 93 cm. Số 7 này có giá là 680.000. Cây số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây hàng Cora xuất Nhật. Cây này là Power Special, dài là 45, ngọn số 1.5. Hàng Cora xuất Nhật, ISO khoen nhỏ. Dòng này thì kết hợp câu đài nha, rất là gọn nhẹ. Gốc của nó như thế này, gốc nhỏ nha, gốc phi 17.6 ly. Bát của nó là bát Fuji S6. Đây giống ngoài này. Cái này là khoen Fuji đá sáng. Cái này có 2 này, 4, 6 2, 4, 6, 8 9 khoen bao gồm cả đầu buông. Còn khoen này hơi dính bẩn như thế này. Dài 4m5, ngọn 1.5, ngọn này là ngọn 1.1 ly. Độ cứng cái này là tầm 2 h bên gần tay. Phần ngọn như này. Cái giống ở trong của nó là màu ghi sáng. Cái này thì các giống ở trong còn khá là sáng đẹp nha. Ngoại hình thì sờn xước ít. Độ mới cái này thì mới tầm khoảng 75%, giống hoa đầu tiên. Đây, ở đây có hai vết trời như này. Cái này là cái số 8, nặng 180g, thu gọn về 104 cm. Số 8 này có giá là 650.000. Số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây Suzumi. Cái này là một cây xúc lỡ của Suzumi, dài là 3m9,
ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Màu của nó là màu xanh phối với màu trắng sữa như thế này. Ngoại hình thì cái này trời xước rất là nhiều. Tróc sơn này. Gốc của nó mình đo được là phi 23.4 ly. Giống ngoài thôi, trời xước nha. Bát của nó là bát Fuji F7. Khoen này là khoen Fuji đá sáng. Cái này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm carbon. Khoen lớn. Dài 3m9. Sấp lỡ, cái này ngọn lớn. Ngọn của nó là 2.5 ly. Dòng này thì các bạn có thể câu lục được, lục đầu cầm được, hoặc là lăng xê cũng được nha. Còn ngọn như này. Hoặc là khách nào thích câu câu bờ biển cũng được các bạn. Độ cứng cái này là cứng tầm khoảng, cái này độ cứng của nó là cứng tầm khoảng 25. Đây có xước cát nhỏ nhỏ như này. Nói chung là cái này ngoại hình hơi trầy xước, độ mới mỗi tầm 65-70% thôi. Trầy xước này. Nhưng mà mùi lại khô, nó rất là cứng. Dòng này thì các bạn có thể câu lục, câu ngâm, câu lăng xê cũng được. Dài 3m9, cứng 25. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này là cây số 9, nặng 370g, thu gọn 107 cm. Số 9 này có giá là 730.000. Số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây Osaka hàng nội địa Nhật. Đây, thương hiệu của nó này, Osaka hàng nội địa Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này là dài 5m4, ngọn số 2, có kiểu dáng nhỏ dần về ngọn. Phần gốc như thế này các bạn. Gốc này mình đo được là phi 23.6 ly. Giống ngoài thì có trầy xước như thế này nha. Bát của nó là bát Fuji F6. Đây, ngoại hình thì có hơi sờn xước. Khoen này là khoen Fuji đá sáng. Cái này có 2, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu buông. Dài 5m4, ngọn số 2. Ngọn này là 1.6 ly. Độ cứng cái này tầm 2.5 bên cần tay. Phần ngọn như thế này. Cái này thì phần ngọn, dòng này là dòng ngọn. Nói chung là ngọn Osaka thì hàng cần rất là thẳng, cứng. Có sờ xước như thế này. Giống là giống kề gốc rồi các bạn, trầy xước rất là nhiều nha. Giống ngoài đầu tiên. Độ mới cái này mới tầm 65-70%. Cái này là cây số 10, nặng 260g, thu gọn về 106 cm. Số 10 này có giá là 680.000. Số 11. 11 ở đây mình có là một cây Ryobi. Cái này là cây Ryobi, dòng là dòng Ryobi Ekushima. Dài là 4m5, ngọn số 1. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này các bạn. ISO quay nhỏ, mảnh. Cái này rất là gọn, nhẹ. Gốc của nó như thế này. Gốc này mình đo được là phi 19. Bát này là bát Fuji F6. Khoen Fuji đã sáng. Cái này có 2, 4, 6, 7 khoen mô và đầu mô. Dài là 4m5, ngọn số 1. Ngọn này là 1.1 ly. Độ cứng cái này tầm 2h bên cần tay. Phần ngọn này. Cái này thì cái giống ở trong màu khá là đẹp, giống ngoài thì có hơi sờn xước nhẹ. Giống ngoài.
Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Cái này là cái số 11, nặng là 150g, thu gọn về 102 cent. Số 11 này có giá là 650.000. Tiếp theo là cái số 12. 12 đây mình có là một cây của hãng Silstar, là hàng Cora xuất Nhật, dài là 5m4, ngọt số 2. Chất của nó này, giống ngoài đầu tiên là chất carbon xoắn ít, các giống ở trong là chất carbon xoắn vòng bình thường nha. Ngoại hình tổng thể như này, phần gốc của nó là được sơn nhám xám như này. Gốc này mình đo được là phi 21 ly. Bát của nó là bát Fuji bát 6. Giống ngoài là chất carbon xoắn ít 2 da, còn khá là mới. Khoen của nó là khoen Fuji đã sáng. Cây này có 2, 4, 6, 8, 10 khoen mua vòng cờ đầu buông. Dạ là 5m4, ngọt số 2. Ngọt này là ngọt 1 ly. Độ cứng cái này tầm 2 hát bên cần tay. Phần ngọt nha. Cái này là dính bẩn thôi nha các bạn. Cái giống ở trong còn khá là mới. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75%. Giống hoa đầu tiên này. Cái số 12, nặng 270g, thu gọn về 102 cent. 12 này có giá là 750.000. Tiếp theo là cái số 13. 13 đây mình có là một cái dụ Shimano. Cái này là cái Shimano dòng Holy Master, dài là 4m, ngọn số 3, sản xuất Cora. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần gốc này, gốc được sơn nhám như này. Gốc này mình đo được là phi 18.2 ly. Bát của nó là bát Fuji F6, màu ghi sáng. Quay là khoen Fuji là đã sáng. Cái này có 2, 4, 6, 7 khoen mua vòng đầu buông. Dài là 4m, ngọn số 3, ngọn này là 1.76 ly. Độ cứng cái này tầm 2.5 bên cần tay. Phần ngọn nha. Cái này thì các giống ở trong còn khá là sáng nha. Ở đây có vết trời nha. Độ mới cái này mới tầm khoảng 75%, giống ngoài đầu tiên. Ngoại hình tổng thể như thế này, cái này rất là nhẹ, gọn. Cái này là cái số 13, nặng là 160g, thu gọn về 90 cent. Số 13 này có giá là 700.000. Số 14. 14 ở đây mình có là một cây đeo qua. Cái này là cái đai hoa, dài là 5m4, ngọn này là ngọn 0.8, thu gọn về là 102 cent. Ngoại hình tổng thể. Cái này gốc mình đo được là phi 20.1 ly. Gốc nó như này. Bát này là bát Fuji F6. Ngoại hình giống ngoài thì có sờn xước như này nha. Khoen Fuji đã sáng, cái này thì có 2, 4, 6, 8, 9 khoen mua vòng cờ đầu buông. Và là 5m4. Ngọn 0.93 ly. Độ cứng cái này tầm 1.5 đến 2h bên cần tay. Phần ngọn.
giống ngoài đầu tiên này. Cái này chủ yếu là trải xước cái giống ngoài như thế này các bạn. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, hàng đai qua. Hàng đai qua. Ngoại hình tổng thể nha. Cái này là cây số 14. Số 14 nặng là 200 g, thu gọn về 1 mét. Cây số 14 này có giá là 700.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 14 cái cần ISO. Các bạn lấy cái nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.